Ok, và chào mừng anh em và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình Trong buổi sáng ngày hôm nay thì mình sẽ cùng mọi người chúng ta tiếp tục Chúng ta cập nhật về thị trường cũng như chúng ta sẽ cập nhật về xuống của Bitcoin anh em nhé Bitcoin của chúng ta trong buổi sáng ngày hôm nay khi mình đang ngồi cập nhật thị trường với anh em Thì Bitcoin đang giao dịch quanh mức 24.590 đô Ờ, cái thời điểm này thì không biết là anh em chúng ta tài khoản của anh em thì đã có anh em nào chúng ta đi chợ và thời gian gần đây thì anh em chúng ta có giao dịch và anh em chúng ta có chơi nhiều hay không về xuống của thị trường thì trong những cái ngày hôm qua thì mình có phân tích với anh em rồi đúng không đó chính là sau khi mà thị trường nó về cái khoảng vùng 21.300 đô thì bitcoin chúng ta nó có một cái phiên bứt phá lên trên cái vùng đỉnh là vùng 25.300 đô có nghĩa là nó vượt qua cái Bitcoin vượt qua cái vùng đỉnh cũ là cái vùng đâu đấy khoảng tầm bao nhiêu ạ? Chúng ta có một cái vùng đỉnh cũ của Bitcoin là cái vùng giá này. Đấy ạ. thì sau khi mà Bitcoin chúng ta nó vượt qua cái vùng đỉnh cũ này này thì Bitcoin chúng ta nó có xu hướng ở trên cái khung H4 nó quay trở lại nó test lại cái vùng hỗ trợ. Và sau khi mà test lại cái vùng hỗ trợ xong thì Bitcoin chúng ta nó đang nó đã và đang tăng trở nó đang có một cái xu hướng tăng trưởng trở lại rồi. Thì cái thời điểm này thì không biết là mọi người chúng ta, anh em chúng ta có lo lắng với thị trường hay không nhưng mà với cá nhân của mình thì trong cái thời điểm này nếu mà anh em mà chúng ta đi chợ và thời điểm này nếu mà anh em mà chúng ta vào hàng thì chúng ta sẽ có một cái điểm cài cài sấm nốt với bitcoin là cái vùng khoảng 21.500 đô này thì ở trong lần này về cơ bản là trên một cái xu hướng của bitcoin thì chúng ta vẫn nhìn thấy một cái xu hướng tăng của bitcoin trên xu hướng d 1 thì sau khi mà bitcoin nó vượt qua cái vùng 17.000 đô này thì bitcoin nó thành một cái sóng tăng và Bitcoin của chúng ta nó đẩy một cái sóng tăng khá là mạnh lên vùng phía bên trên này. Ờ, về cơ bản là xu hướng của D1 của Bitcoin hiện tại nó vẫn chưa bị sợ gãy cái xu hướng tăng. Có nghĩa là cái chen cái xu hướng của D1 thì nó vẫn là chen tăng anh em nhé. <laughs> nên nếu anh em mà chúng ta vào hàng thì chúng ta sẽ có một cái điểm có một cái điểm cài sớm nốt với Bitcoin là cái vùng khoảng 21.500 đô chính là cái này gần nhất này. Thì nếu như mà anh em mà chúng ta vào hàng và anh em mà chúng ta chơi thì mọi người sẽ phải chú ý giúp mình cái vùng giá là khoảng 21.500 đô Nếu như mà thị trường và nếu như mà Bitcoin mà nó về Và nó rớt qua cái nền giá này Thì chúng ta có thể cân nhắc là chúng ta cắt đi và chúng ta cắt đào ra được không ạ? Về xuống của thị trường trong cái thời điểm này thì uh, Về Ancoin thì trong những ngày gần đây thì uh, khi mà thị trường và khi mà Bitcoin nó ổn định trở lại thì Chúng ta cũng nhìn thấy cái sự tăng trưởng của một số những đồng Ancoin trên thị trường Anh em chúng ta có thể nhìn thấy rằng cái sự hồi phục của Ancoin thì uh, nó cũng xuất hiện ở những cái đồng những cái đồng coi khá là nhiều và thậm chí là chúng ta còn nhìn thấy một số những cái đồng coi nó tăng trưởng tưởng ở uh, tăng trưởng trong những ngày gần đây thì uh, thực ra thì khi mà anh em giao dịch thì uh, thì uh, anh em sẽ phải phân bổ vốn giúp mình thôi nói nhà nếu mà chúng ta vào thì chúng ta phải chấp nhận được cái điểm cắt nỗ với bitcoin là khoảng vùng 21.500 đô này nếu mà anh em mà chúng ta chấp nhận được cái rủi ro này thì anh em chúng ta có thể có thể phân bổ vốn mình ta đi chợ và chúng ta vào hàng đây nhé sau đó chúng ta sẽ đánh một cái sóng tăng nếu mà cái xu hướng tăng của Bitcoin sắp tới thì ờ uh, uh, mà thị trường của chúng ta nó tiếp tục đẩy thì chúng ta hoàn toàn có thể hướng tới một cái target với Bitcoin là khoảng gần nhất là khoảng 27.000 đô và xa hơn một chút thì chúng ta có thể hướng tới cái target với Bitcoin là khoảng 30.000 đô. Thời điểm này thì anh em chúng ta sẽ hỏi mình rằng là anh hiểu ơi thì liệu rằng là cái target 27.000 đô và target 30.000 đô thì theo anh là liệu nó có chạy được đến hay không? Thì cái quan điểm của mình và cái cái nhận định của mình trong cái thời điểm này <laughs> thì trong cái thời điểm này thì với với nhận định của mình thì thị trường trong cái đoạn này nó đang ở đoạn 50 50 thôi. Có nghĩa là với cái đoạn này thì mình cảm thấy rằng thị trường nó nó ở cái đoạn mà 50 50 có nghĩa là không nghiêng về cái trường hợp mà thị trường nó lên hay thị trường nó xuống. Và cái việc mà thị trường nó đẩy lên cái vùng 27.000 đô thì hay là 30.000 đô thì nó vẫn ở trong một cái sóng tăng của D1 nên cái việc mà Bitcoin nó tiến tới <laughs> Bitcoin tiến tới cái nền giá bên trên này nó vẫn có thể. Nhưng mà cái việc mà thị trường nó xuống thì chúng ta phải chúng ta phải có một cái điểm cắt ao ở cái vùng khoảng 21.500 đô thôi với mình thì khi mà mình chơi và khi mà mình giao dịch thì cái tỷ lệ 50 50 thì <laughs> khi mà mình giao dịch thì cái tỷ lệ 50 50 thì thông thường thì mình sẽ không vào lệnh đâu hoặc là mình có vào thì mình chỉ vào một phần vốn thôi đó nên với mặt bằng chung của thị trường trong cái thời điểm này theo mình thì nó vẫn đang là 50 50 cái giai đoạn này thị trường và các mập, những người tạo thị trường họ đẩy Bitcoin lên hay là họ tiếp tục họ ép Bitcoin xuống cũng được. Nhưng mà với cá nhân của mình thì mình cũng khá là cẩn thận khi mà mình đầu tư. Nên những cái thời điểm mà 50-50 thì... <laughs> Nên những cái thời điểm 50-50 thì thông thường thì mình cũng không quá vội vàng là mình đầu tư đâu anh em nhé. Ok, chúng ta có thể nhìn qua một chút về... Chúng ta có thể nhìn qua một chút về một số những cái đồng an coi trên thị trường đi. Chúng ta có thể nhìn qua về xu hướng của Bitcoin À xu hướng của Ethereum anh em nhé. Ethereum thì trong ngày hôm nay thì uh, chúng ta đang nhìn thấy ETH đang giao dịch quanh mức uh, 1.700 đô. Thì theo như cá nhân của mình thì Ethereum ở trong cái nền giá này thì nếu mà anh em mà đầu tư thì chúng ta sẽ có một cái có một cái điểm cài sấm nốt với với ETH là khoảng 1.464 đô. Đấy thì thời điểm này thì anh em mà chúng ta vào thì anh em sẽ phải tính toán rủi ro giúp mình thôi còn cá nhân của mình thì uh, khi mà mình đầu tư thì thực ra là với mình nhé khi mà mình đầu tư thì với mình thì mình cũng không quá vội đôi khi là chúng ta có thể là chúng ta cảm thấy không an toàn thì chúng ta đứng ngoài thôi uh, cái cơ hội trong thị trường nó còn rất là nhiều chúng ta không nắm bắt cơ hội này thì chúng ta vẫn còn rất nhiều cơ hội khác để chúng ta nắm bắt cái quan trọng nhất cái quan trọng nhất khi mà chúng ta đầu tư thì chúng ta phải hiểu cuộc chơi cái quan trọng nhất khi mà chúng ta đầu tư chúng ta phải hiểu bản chất của thị trường và cái quan trọng nhất khi mà chúng ta đầu tư cái thời điểm những cái thời điểm mà nó rất là dễ, rất là tốt những cái thời điểm mà cái cơ hội chúng ta mua một cái đồng coi sau đó nó bứt phá rất là mạnh thậm chí là không những cái dừng lại ở cái mức nhân 2 và nhân 3 mà một cái đồng coi nó có thể nhân 5 và nhân 10 Vì cái quan trọng là cái thời điểm đó chúng ta còn tiền hay không nó còn đôi khi mà anh em mà chúng ta bỏ nỡ một đến hai con sóng ở trong thị trường khi mà nó đầu tư đó là bình thường ngay cả cái việc mà anh em mà ở bên ngoài đúng không ạ có những cái thời điểm mà khi mà anh em chúng ta đầu tư kinh doanh đi hoặc là khi mà anh em mà chúng ta định định làm hoặc là chúng ta mua bán một cái gì đó đi nhưng mà đôi khi mà anh em mà chúng ta cảm thấy không yên tâm đúng không chúng ta cảm thấy rằng bây giờ chúng ta mở ra một cửa hàng chúng ta mở ra một quán cà phê nhưng mà cái tỷ lệ mà chúng ta bị thất bại nó cao thì chúng ta cũng không đầu tư đúng không thì đầu tư khi mà chúng ta đầu tư bên ngoài kinh doanh truyền thống hay là khi mà anh em đầu tư trong cái lĩnh vực tài chính như này trong cái lĩnh vực crypto này thì nó cũng như vậy cá nhân của mình thì có những cái thời điểm mà mình cảm thấy không yên tâm thì mình cũng không vào mà bây giờ ví dụ anh em mà chúng ta kinh doanh truyền thống đúng không ạ? Chúng ta không mở quán cà phê này thì chúng ta có thể mở một quán cà phê ở vị trí khác. Hoặc là chúng ta không kinh doanh ở vị trí này, chúng ta có thể kinh doanh ở một cái vị trí khác, hoặc là thậm chí chúng ta có thể chuyển qua một cái mặt hàng khác. Đấy. Ở trong cuộc sống chúng ta còn như vậy mà. Huống gì ở trong cái lĩnh vực đầu tư crypto. Crypto nó là một cái thị trường đầu tư nó có rủi ro rất là nhiều. Nên theo như mình nói là cái sự cẩn thận ở trong thị trường thì nó không bao giờ là thừa đấy là cái chiến lược chơi của mình hay là đây là một cái tư duy của mình còn với mọi người hay là với với anh em người chơi mới thì mình không biết nhưng mà thông thường đa phần anh em người chơi mới thì chúng ta vội vàng nhưng mà cuối cùng uh, sau một cái khoảng thời gian thì đa phần mọi người đều đều mua ở một cái nền giá rất là cao và kết thúc một cái mùa sóng thì thông thường tài khoản của anh em chúng ta bị chia rất là nhiều bằng chứng là bây giờ anh em chúng ta thử nhìn lại cái tài khoản của mọi người đi đúng không ạ bây giờ có mấy anh em mà bây giờ tài khoản của một cái đang dương đâu mà đa phần bây giờ tài khoản của anh em mà chúng ta đầu tư khoảng 1 đến 2 năm gần đây thì mình nghĩ rằng uh, như anh em mà chúng ta còn tồn tại đến ngày hôm nay thì ít nhất là mọi người tài khoản của mọi người cũng bị âm rất là nhiều hoặc là ít nhất cũng phải chia khoảng 2 đến 3 lần còn nhiều anh em khác chúng ta bị chia 5 trên 10 thậm chí là chúng ta mất trắng khi mà chúng ta đánh future và chúng ta rời bỏ cuộc chơi rồi Đấy, nên đôi khi chúng ta phải nhìn nhận lại đúng không ạ? Cái sự vội vã nó đã khiến cho anh em chúng ta mất tiền rất là nhiều rồi. Nên bây giờ thì theo như mình, chúng ta nên hiểu cuộc chơi đi. Chúng ta đầu tư chúng ta bình tĩnh thôi. Đôi khi chúng ta có thể chúng ta bỏ qua một hai con sóng, nó không phải là một cái vấn đề quá lớn. Cái quan trọng nhất chúng ta hiểu cuộc chơi và chúng ta biết rằng cái cơ hội nó còn rất là nhiều và chúng ta hoàn toàn có thể nắm bắt được còn thời điểm này thì anh em ở chúng ta muốn vào hàng thì ok mình vẫn động à, mình vẫn anh em nếu như mà anh em mà chúng ta muốn vào hàng thì vẫn có thể vào được nhá. và cái điểm cắt lỗ giúp mình là khoảng 21.500 đô nếu như mà nó phá thì chúng ta sẽ cắt đau ra ngoài đúng không ạ thì với ăn coi cũng vậy nếu như mà bitcoin mà nó phá khoảng 21.500 thì nếu mà anh em ở chúng ta chơi ăn coi thì chúng ta có thể cắt đau ra ngoài đúng không ạ Ok, thì trong buổi sáng ngày hôm nay thì mình sẽ cầm nhật thị trường với anh em như vậy. Và hẹn gặp lại anh em ở trong những ngày video tiếp theo. Bye mọi người.